nếu anh em đang theo dõi lại được cái video này thì có thể dự đoán xe thử xem là đôi vận động viên nào sẽ giành chiến thắng ạ. Hùng thì Hùng vẫn đặt cửa cho cặp đôi áo đen Văn Tú và Tiến Tuấn nhá. Cặp đôi phía sau màn hình. Hơi tiếc đập cầu vào lưới từ Tiến Tuấn. Trận đấu thứ nhất điểm số 16 cho Văn Tú và Tiến Tuấn. Vất cầu thủ tốt quá nhỉ. Xuất sắc. Hùng rất thích pha đè trái tay của Lê Văn Tú, rất dẻo, rất cắm. Hai vận động viên đều đang phong cầu, bung cầu cho tay vợt danh tiếng. Rất bền, ngon rồi, vẫn lên. Rồi, đập cầu lỗi. Nó là cặp đôi Tiến Tuấn và Văn Tú thủ rất lì, đánh cầu cực kỳ chắc chắn và hiệu quả. Bị hỏng vặt. Lê Tú đè cầu rất hay. Bom. Rất khéo léo. Hồng Nam đang rất tích cực tấn công. Tì hay quá. Ăn. Hello, chào mừng tất cả các bạn đến với live stream Support Hùng. Chúng ta đến với trận chung kết đôi nam nâng cao giải cầu lông Kamito tranh cúp thương hiệu và pháp luật. Trận đấu giữa cặp đôi phía gần màn hình trên trang phục áo trắng, cặp đôi Hồng Nam và Danh Tiến. Và đối thủ của họ là cặp đôi Tiến Tuấn và Tú. Tiến Tuấn và Lê Văn Tú. Tí nữa quên tên thằng em. Đập cầu rất căng từ Hồng Nam. Cặp với Hồng Nam theo Hùng quan sát là một vận động viên rất trẻ và với thể hình khá nhỏ con. Nhưng rất khỏe. Điểm số 1 đều. Liên tục là những tình huống đấu cầu ngang, bật lưới quá nhanh. Tay vợt Danh Tiến trông mặt rất trẻ, nhưng mà có thể vào được trận chung kết này chứng tỏ đẳng cấp cũng không bình thường chút nào. Một pha xử lý cầu hơi lỗi. Điểm số 2 đều. Lê Văn Tú giao cầu. Đập căng nhờ. Tiến Tuấn đập rất căng. Rồi, hết cơ hội. Anh em đang theo dõi lại được cái video này thì có thể dự đoán xe thử xem là đôi vận động viên nào sẽ giành chiến thắng ạ. Hùng thì Hùng vẫn đặt cửa cho cặp đôi áo đen Văn Tú và Tiến Tuấn nhá. Cặp đôi phía sau màn hình. Hơi tiếc đập cầu vào lưới từ Tiến Tuấn. Ở trận đấu bên kia thì chung kết đôi nam phong trào cũng đã có kết quả và chiến thắng cho cặp đôi Hồng Quân và Vũ Minh, Hoàng Quân và Vũ Minh. Cặp đôi Vũ Minh và Hoàng Quân phải nói là giành chiến thắng rất dễ dàng trong trận chung kết. Điểm 4-3. Tiến Tuấn là một tay vợt chuyên đơn, có thể nói là top đầu miền Bắc. Nên là về đánh đôi thì Tiến Tuấn về sự khéo léo thì cũng sẽ kém một chút.
so với các vận động viên chuyên đôi sẽ có gọi là bất lợi gì đó một chút. Tốc độ rất nhanh, tình huống đua cầu ngang. Quá căng, không thủ nổi. Tiến Tuấn công tốt, còn Lê Văn Tú thì đánh cầu rất khéo. Và cũng công tốt nữa, Lê Văn Tú cũng công rất tốt. Thủ tốt, không lỗi nữa rồi. Ăn. Ôi phí. Ui rồi, mình kia họ dồn ép tinh quá. Hơi vội vàng, cầu không qua lưới. Trận đấu thứ nhất, điểm số 16 cho Văn Tú và Tuyên Tuấn. Vất cầu thủ tốt quá nhỉ. Xuất sắc. Hùng rất thích pha đè trái tay của Lê Văn Tú, rất dẻo, rất cắm. Hai vận động viên đều đang phong cầu, bung cầu cho tay vợt danh tiếng. Thủ rất bền, ngon rồi, vẫn lên. Rồi, đập cầu lỗi. Nó là cặp đôi Tiến Tuấn và Văn Tú thủ rất lì, đánh cầu cực kỳ chắc chắn và hiệu quả. Tấn công dồn dập. Điểm số đã là 15-6 rồi. Khả năng trận này cũng sẽ chỉ 2 set thôi. Cặp đôi Tiến Tuấn và Văn Tú phải nói là một sự kết hợp rất hoàn hảo. Phát cầu tốt. Thấy một chút nản lòng của tay vợt Hồng Nam. Cảm giác như đang kiểu hơi bất lực. Cảm giác hơi bất lực vì khó ăn điểm quá. Trời ơi. Cảm giác cực kỳ tốt. Đây
đang bị dẫn sâu, có lẽ là cặp đôi danh tiếng Hồng Nam cũng muốn buông set này để cố set sau. Hy vọng set sau sẽ căng và hay hơn. Đổi điểm 7-18. Hello mọi người, chúng ta cùng đến với set đấu thứ hai. Hy vọng rằng set đấu thứ hai này thì cặp đôi Hồng Nam và Danh Tiến sẽ thể hiện phong độ thi đấu ấn tượng để chúng ta có thể được theo dõi một trận đấu hay và kịch tính hơn. Hy vọng tinh thần thi đấu của Hồng Nam và Danh Tiến sẽ được đẩy lên cao. Non rồi. Và dứt điểm tốt từ Hồng Nam. Thích hay quá. Một pha phải nói là cầu rất ý đồ của Văn Tú nhưng mà cầu lôi. Những tình huống xử lý cầu lỏng khá hay. Điểm 3-1 cho Hồng Nam và Danh Tiến. Úi xô. Hùng không kịp quan sát luôn mọi người, quả đấy lật lưới à? Quả đấy mắt mình nhìn không kịp mà. Điểm số 3 đều. Bên Tiến Tuấn và Danh Tú kiểu họ rất biết hãm cầu lại, không cho bên kia công dài. Bất lợi thì họ sẽ tì và đè lại để lấy cơ hội tấn công. Điểm 4-3. Phát cầu tốt. Điểm 6-3 rồi. Không thấy có khi Tiến Tuấn đánh đôi còn hay hơn đánh đơn mọi người ạ. Lê Tú đè cầu rất hay. Bom. Rất khéo léo. Điểm số 5-6. Quá đơn giản. Quá, bên này chủ động hết rồi đâu. Cầu ngang, cầu ngang. Đập cầu tốt. Đổi điểm 6-8 cho Hồng Nam và Danh Tiến. Tiến Tuấn ve cầu hơi ngang, ở đấy ve bổng hơn thì sẽ không bị Danh Tiến bắt. 8 rồi, rất sát nút rồi.
phí quá. Hai vận động viên không hiểu nhau. Hồng Nam đang rất tích cực tấn công. Tì hay quá. An. Vẫn còn, người thủ dài quá nhờ. Thủ chắc thật. Rồi, tự đập vào lưới. 18. Phải nói là những tình huống đập cầu sang bên trái của Tiến Tuấn vừa rồi, Tiến Tuấn thủ quá xuất sắc. Cầu ngoài. Hơi tiếc. Ui rồi. Rất hay một tình huống, phải nói là có thể là bắt bài trước đường cầu. 11-10 cho Hồng Nam và Danh Tiến. Điểm số 17 đều. Chúng ta di chuyển về sân số 1 tập kết chuẩn bị dự lễ trao thưởng của ban tổ chức. Hai. Bắt cầu rất nhanh của Văn Tú. Điểm số 18-17 cho Văn Tú và Tiến Tuấn. Vẫn cố, vẫn được, vẫn còn. Rồi. 97. Có bị chấn thương không? Trời ơi, phí thế, cao thế. 9.
rồi. Bom. 20-18, chỉ một điểm số nữa thôi. Chứ vô địch sẽ về tay Tiến Tuấn và Lê Văn Tú. 20-18. Không né kịp. Vẫn rất kịch tính, chưa biết được điều gì sẽ xảy ra đâu. Chưa nói trước được. Có thể biết đâu lại thêm một set nữa. Hồng cũng đang rất lo lắng vì điện thoại của Hồng sắp sụp nguồn rồi. Trận đấu đã diễn ra được 32 phút. 19-20 danh Tiến giao cầu. Liệu có điều bất ngờ xảy ra? Rồi, không lên rồi. Chúc mừng Văn Tú và Trần Tuấn.